Sáng nay tại khu phố 1, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa đã diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Khu phố 1, phường Tân Mai có 934 hộ dân với hơn 4.630 nhân khẩu, trong đó có trên 80% hộ dân theo đạo Thiên Chúa. Người dân trong khu phố có đời sống tương đối ổn định, đoàn kết, tương thân tương ái. Các hộ gia đình hưởng ứng xây dựng nếp sống văn hóa, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại khu dân cư. Toàn khu phố có 98% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa. Với tinh thần tương thân tương ái, từ đầu năm đến nay, người dân khu phố 1 đã đóng góp hơn 240 triệu đồng cho quỹ vì người nghèo. Khu phố đã tuyên truyền cho mọi người dân đều hiểu rõ được cái ngày đại đoàn kết dân tộc, là trong công tác đã phát động cho toàn dân là coi như là cố gắng, là coi như là thi đua thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của trong năm 2023, để chào mừng là ngày là 93 năm ngày Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hiện nay thì các cấp ủy chính quyền địa phương cũng xác định rõ cái ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là cơ sở để củng cố và phát huy cái sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cũng nhằm cho giáo dục truyền thống yêu nước và khơi dậy phát huy mạnh mẽ cái sức mạnh của khối đại đoàn kết, tăng cường cái đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng và phát triển địa phương. Đến dự ngày hội, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Viên Hồng Tiến ghi nhận những thành tích mà nhân dân khu phố 1 phường Tân Mai đã đạt được trong thời gian qua. Những kết quả đó thể hiện rõ sự đoàn kết của cộng đồng cùng chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và thành phố phát động. Thực hiện nhiều hình thức, phương pháp, mô hình giúp cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, xây dựng khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, phân loại rác tại nguồn, xây dựng khu phố văn hóa an toàn và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thống nhất chung tay xây dựng đô thị văn minh, góp phần vào thành tích chung. Dịp này, đồng chí Viên Hồng Tiến thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng lãng hoa và 10 triệu đồng cho khu phố 1 cùng 5 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong khu phố. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Biên Hòa và Ban đại diện công tác Mặt trận khu phố 1 cũng trao tặng nhiều phần quà cho các gia đình tiêu biểu, gia đình chính sách và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.